Kính thưa đồng bào quý mến, đây là linh hồn của hàng triệu anh hùng chiến sĩ hiện ra, mời gọi và cảnh báo người Việt Nam chúng ta. Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều mau mắn lập công chuộc tội hoặc là lập công bồi đức. Tức là những ai chưa làm bổn phận của mình thì mau mắn làm bổn phận của mình, phụ giúp Hội đồng Quốc nguy Việt Nam và nhân loại làm việc gấp. Còn những ai đã phụ giúp rồi thì tiếp tục làm để lập công bồi đức. Đây là hình ảnh linh hồn của những hùng chiến sĩ trận phong hiện ra, dạy dỗ chúng ta và cảnh báo chúng ta điều gì đồng bào cần phải để ý và học hỏi. Bởi vì tôi đã thông báo quá nhiều lần. Và đây là hình ảnh, đây là hình mẫu gốc, chụp như thế nào thì in ra như thế. Và đây chúng tôi xây dựng này để đồng bào xem xét và học hỏi. Thì trong lúc mà tôi hướng dẫn đồng bào cầu nguyện tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thì có nhiều phép lạ hiện ra trên mây tại nơi đó. Thì thưa đồng bào, bây giờ tôi đi thẳng vào vấn đề là hiện tại bây giờ nè, là chúng ta có một cái bill. Cái bill này là bill điện thoại internet của Hội đồng Quốc nguy Việt Nam và nhân loại. Thì ở đây cái bill là 632 đồng 13 sen. Bởi vì Hội đồng Quốc nguy Việt Nam thiếu ngân sách trầm trọng mấy năm nay rồi, tại vì hầu hết đa số đồng bào, 99.999% đồng bào chưa có phụ tôi làm việc gì hết á. Đồng bào cứ để tôi tự lo gồng gánh bấy lâu nay rồi, từ năm 1984 đến bây giờ đó. Tôi nói thẳng mà nói thật luôn đó. Chỉ có một vài số ít đồng bào phụ giúp thôi, nhưng mà người ta cũng mệt mỏi lắm. Còn đại đa số đồng bào Việt Giang, Việt Cộng và Việt Kiều, 99.999% chưa làm gì hết. Thì đây là cơ hội để cho quý vị, những người nào chưa làm gì hết thì lập công chuộc tội, còn những người đã giúp tôi rồi thì tiếp tục giúp đi để mà lập công bồi đức. Đó. Bill nè, để bill điện thoại và internet của chúng ta nè, 632 đồng 13 sen. Đó. Thì những ai mà ước ao được làm những việc tốt lành thì đây là cơ hội. Tôi cũng không có phải biết nói gì hơn. Mình phải nói thẳng và nói thật. Đây là địa chỉ để đồng bào gửi check và money order về địa chỉ Hội đồng Quốc nguy Việt Nam và nhân loại. Đồng bào gửi về Face God Jesus Christ nè. Đó địa chỉ nè. Đó là chúng tôi sẽ nhận được. Đây là văn phòng Hội đồng Quốc nguy Việt Nam và nhân loại. Tọa lạc tại 13372 Golden West Street, Street number 205 Westminster, California 92683. Thì đồng bào làm bổn phận của mình đi. Ai chưa làm thì hãy làm đi, đừng để tôi nói nữa mệt quá. Hôm nay tôi làm việc thiếu thốn lắm. Internet thì phải về nhà upload rồi này kia đâu. Điện thoại thì cell phone, còn điện thoại văn phòng thì hổng rài là kiểu như thiếu tiền á. Đó thì đồng bào hãy làm bổn phận của mình đi. Đây là Chúa Xu hiện ra nè, trong lúc tôi cầu nguyện cùng đồng bào đó. Vậy mà đồng bào đa số Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều đến giờ này chưa thức tỉnh. Cứ để tôi làm việc nặng nhọc bấy lâu nay, đồng bào thật tôi cũng chán chường cái nhóm ba nhóm Việt Giang, Việt Cộng, Việt Kiều này. Không biết bao giờ họ mới thật sự ăn năn sám hối, lập công chuộc tội đây. Thôi tôi đó, tôi đã trình bày rồi đó, đồng bào lo liệu rồi làm bổn phận của mình, tôi không cần phải nhắc thêm nữa. Thánh giống chúng tôi thành thật cảm ơn đồng bào đã theo dõi phần chương trình ngày hôm nay. Bữa nay là ngày 2 tháng 9 năm 2014. Thành thật cảm ơn các đồng bào đã theo dõi phần chương trình ngày hôm nay.